như là yêu đương gì đâu. Ừ. Mà em có một người em nữa, hai chị em suốt ngày bán sầu riêng. Và lúc mà cái thời gian đó là em chuẩn bị đi du học. Rồi anh tiếp cận em, nhắn tin một tuần rồi cũng đi chơi. Xong rồi em thấy tướng tá cũng ngon. Em thấy hiền lành, em vớt liền. Hàng ngày là từ quận 8 đi qua Gò Vấp là để phụ em live stream. Tại vì live stream thì mình phải ngồi trên máy live stream rồi. Còn ảnh là ảnh sẽ cân nè, rồi ảnh gói nè, ảnh đưa cho shipper nè. Nhưng mà sau khi mà các bạn gặp nhau đó, rồi về add Zalo với nhau đó, rồi em có hẹn hò mời cô ấy đi uống cà phê, có đi chơi được không? Dạ có chứ anh, khoảng chừng một tuần vài ngày sau á thì tụi em có mời vợ của em là đi uống nước. Lúc đầu là em kêu là em muốn uống cà phê nào mát mẻ có bờ sông. Cái anh dẫn em vô quán có cải lương. Em nghe em nhức đầu. Uống quán cà phê mà có cải lương hả? Dạ. À, cái đó có bờ sông nữa anh. Mà em không biết tại vì đó là người ta hát cổ chị dạ, cổ nhạc cổ, dạ, đúng cổ. Rồi, đó. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Thì tụi em đi lúc đó tụi em đi uống cà phê uống ăn gì đó thì khoảng chừng vài ngày sau tụi em là quen nhau, chính thức là yêu nhau. Dạ. Em có về khoe với mẹ không? Là lúc đó vẫn chưa, tại vì mẹ em cũng hơi khó. Trước khi em đưa cho vợ em về ra mắt á thì em cũng có nói trước với má em là vợ em thì hơi tướng hơi mập chút xíu. Để em khỏi vỡ ngỡ anh chị. Ủa, có nghĩa là lúc đó là em đã mập về rồi hả? Dạ, em mập từ nhỏ. Ủa, vậy là cái gu của em là thích mẩm mỉm, thích những người phúc hậu hả? Dạ. Gu của chồng em là thích những cô gái cá tính, mạnh mẽ. Mẩm mỉm. Dạ, mẩm mỉm thì chắc là em phá vỡ. Nhiều khi em bán hàng mà em mồ hôi mồ kê, em xấu xí lắm mà lúc nào anh cũng nói em dễ thương hết. Xin chào hai em. Dạ, chào anh chị. Rất vui khi được gặp hai em trong chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thận, chào khán giả đang xem. Em tên là Minh Hoàng, năm nay 35 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng, công việc là gì? Hai vợ chồng em là buôn bán trái cây online. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận và chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, năm nay em 25 tuổi. Quê của em thì ở Đắk Nông và em làm vợ của anh Hoàng ở quận 8. Dạ, công việc hiện tại của em là ngày nào em cũng live stream khui sầu riêng hết. Em ơi, chút nữa mình phải add nhau em ơi. Dạ. Chứ anh khoái sầu riêng lắm. Trời ơi, mỗi một em quê sầu riêng lắm. Mặc dù ăn nó không tiêu. Mà chị ăn thì nổi mụn mà chị vẫn mê em ơi. Rồi bây giờ quay trở lại chương trình. Hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ấn tượng về nhau ra sao? Tụi em lần đầu gặp nhau là ở một tiệc của sinh nhật của một người bạn. Thì lúc đó thì vợ em thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Em thấy ấn tượng là vui vẻ, rất là hoạt bát, rất là hiền lành nên em ấn tượng rất là từ lúc đó. Vậy đó, cách đây mấy năm? Cách đây 2 năm rồi chị. Lúc đó bán sầu riêng chưa? Đó, đang tính hỏi. Lúc đó bán sầu riêng chưa? Khó rồi anh chị. Lúc đó bán sầu riêng. Em cũng bán rồi. Không, em lúc đó là em làm nghề khác. Có nghĩa là làm nghề khác. Lấy cô này xong rồi về bán sầu riêng. Đó, rồi tiếp tục. Em có nghĩa là em có ấn tượng cô này, tức là cô vui vẻ, hoạt bát. Và có ấn tượng đẹp về cổ. Thế còn Trân thì sao? Nhìn anh Hoàng có mê ảnh từ cái giây phút đầu tiên không? Dạ không, lần đầu em nhìn chồng em thấy chồng em dữ quá. Ủa sao vậy? Dạ, nhìn mặt chồng em thấy dữ quá, nhưng mà sau khi mà có đi chơi chung với nhau thì em thấy ảnh không những hiền mà còn lành nữa. Anh nhắn tin cho em và anh nhắn tin em thì em sôi nổi lắm, mà ảnh nhìn ảnh vậy nhưng mà thực ra ảnh rất là già. Cổ lộ sĩ á. Anh nhắn tin cho em mà chỉ gói gọn em ăn cơm chưa, em ngủ dậy chưa, em làm gì đó. Những cái câu mà nó rất truyền thống. Dạ, rất là căn bản. Dạ, lúc đó thì em không có nghĩ là sẽ quen hay là yêu đương gì đâu. Mà em có một người em nữa, hai chị em suốt ngày bán sầu riêng. Và lúc mà cái thời gian đó là em chuẩn bị đi du học. Rồi anh tiếp cận em, nhắn tin một tuần là cũng đi chơi. Xong rồi em thấy tướng tá cũng ngon. Em thấy hiền lành, em vớt liền. Hàng ngày là từ quận 8 đi qua Gò Vấp là để phụ em live stream. Tại vì live stream thì mình phải ngồi trên máy live stream rồi. Còn ảnh là ảnh sẽ cân nè, rồi ảnh gói nè, ảnh đưa cho shipper nè. Nhưng mà sau khi mà các bạn gặp nhau đó, rồi về add Zalo với nhau đó, rồi em có
hẹn hò mời cô ấy đi uống cà phê, có đi chơi được không? Dạ có chứ anh, khoảng chừng một tuần vài ngày sau á thì tụi em có mời vợ của em là đi uống nước. Lúc đầu là em kêu là em muốn uống cà phê nào mát mẻ có bờ sông. Cái anh dẫn em vô quán có cải lương. Em nghe em nhức đầu. Ủa quán cà phê mà có cải lương hả? Dạ. À, cái đó có bờ sông nữa anh. Mà em không biết tại vì đó là người ta hát cổ chị dạ, cổ nhạc cổ, dạ, đúng cổ. Rồi vậy. Đó. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Thì tụi em đi lúc đó tụi em đi uống cà phê uống đi ăn gì đó thì khoảng chừng vài ngày sau tụi em quen nhau chính thức là yêu nhau. Dạ. Em có về khoe với mẹ không? Là lúc đó vẫn chưa, tại vì mẹ em cũng hơi khó. Trước khi em đưa cho vợ em về ra mắt á thì em cũng có nói trước với má em là vợ em thì hơi tướng hơi mập chút xíu. À, để em khỏi vỡ ngỡ đó anh chị. Ủa có nghĩa là lúc đó là em đã mập về rồi hả? Dạ em mập từ nhỏ. Ủa vậy là cái gu của em là thích mũm mĩm, thích những người phúc hậu hả? Dạ. Gu của chồng em là thích những cô gái cá tính mạnh mẽ. Mũm mĩm. Dạ mũm mĩm thì chắc là em phá vỡ. Nhiều khi em bán hàng mà em mồ hôi mồ kê, em xấu xí lắm mà lúc nào anh cũng nói em dễ thương hết chị. Đó. Nhiều khi nhìn em thấy ghê luôn á. Mà ánh mắt anh dành cho em á là một cái ánh mắt giống như là ô vợ mình cute quá, là số 1 đó. Dạ, em là đúng hộ em quá Hoàng ơi. Anh là em là đúng gu của ảnh rồi đó. Nhưng mà lúc ảnh gợi ý là ảnh đưa em về gặp mẹ anh đó. Dạ. Thì em có em có ngại không? Dạ có. Tất nhiên là mình có khuyết điểm mà ai cũng thấy thì mình rất là ngại. Mình cũng chuẩn bị những cái váy dài dài qua đầu gối một tí, cái áo dài dài chút xíu để che bớt. Nói chung cũng hơi áp lực đúng không? Dạ. Rồi khi về nhà ảnh và gặp phụ huynh thì sao? Dạ thì thấy người miền Nam thì thấy cũng sợ lỡi. Rồi em thì em cũng cố gắng để mà mình hoạt bát hơn chứ mình đừng có chậm chạp quá. Rồi nhưng mẹ... mà mẹ ok đúng không? Dạ. Mẹ có lúc em đưa vợ về thì mẹ có nói gì không? Không, mẹ em nói chung là chỉ hơi khó chút xíu. Chỉ là chú là quan trọng về sức khỏe chị. Tại vì sợ vợ em mập thì ảnh hưởng tới sức khỏe nên vậy thôi. Chứ không phải là khó khăn gì hết á. Nhưng mà má chồng em không có nói. Nhưng mà hàng xóm xung quanh đó chị, giống như mình cũng có body hơi quá khổ thì sợ khó xung quanh nói là không biết mốt có đẻ được không. Rồi sao mà bự quá vậy. Hỏi chồng em mà chồng em trả lời câu em mát ruột dễ sợ. Trả lời sao nè? Vợ em tuy mập nhưng mà dễ thương, đang nói chuyện với là có duyên đỡ hơn. Nói chung mình nhiều người thì tuy đẹp nhưng mà nói chuyện vô duyên. Nói thẳng vô mặt luôn vậy đó. Anh thích vậy đó. Sau đó bây giờ anh hỏi nè, hai chồng đã có em bé chưa? Dạ có em. Như vậy là rõ ràng là người ta nói cái chuyện mập khó có con là cái chuyện đó hoàn toàn không đúng. Như vậy là mình cưới xong mình mới có em bé hay là mình có em bé trước rồi mình mới cưới? Dạ em có em bé trước. Trai gái? Dạ con gái. Rồi khi mà trước cái ngày cưới có cái biến cố gì xảy ra không? Chỉ có trong ngày cưới á chị, buổi đêm đó thì lúc mà hai vợ chồng mệt quá là đi ngủ, đêm động phòng là có hai cái sướng. Một là đêm động phòng và hai là bóc phong bì. Là bữa đó mệt quá là cả hai vợ chồng đều không có phong bì luôn. Rồi buổi sáng ra thì mới biết là vàng bạc rồi tiền mâm của mình mất hết trơn à. Ủa? Trộm vô lấy hay sao? Dạ ăn trộm vô, đánh thuốc mê vô lấy hết trơn à. Là nguyên cái thùng đó luôn đó? Dạ. Cả vàng của má em cho em rồi cả. Là lúc đó là cái nhà đang bên quận 8 hả? Dạ không, đúng là đám cưới ở dưới quê, đám cưới ở Đắk Nông. Coi như trắng tay đúng không? Dạ. Rồi lúc đó làm sao em? Em lúc đó em khóc. Em khóc xong rồi buổi chiều về là em bình tĩnh lại, em không khóc nữa. Một tuần sau là đám cưới bên nhà trai thì bây giờ em phải có tiền để em xoay tiền vàng đeo lên cho có nhà trai nè. Rồi em phải lo tiền mâm ở dưới và tiền ban nhạc ở dưới. Nói chung lo hết đó. Dạ. Sau đám cưới là 2 ngày là tụi em đi làm lại luôn. Nhưng bây giờ thì tụi em trả hết nợ chưa? Dạ tụi em còn một chút nữa. À vậy hả? Rồi bây giờ là cưới nhau một năm mấy rồi đúng không? Dạ. Bây giờ về ở trả gần hết nợ rồi. Đúng rồi, trả gần hết nợ, coi như chuẩn bị lấy là phong độ rồi đó. Đó, bây giờ anh hỏi em nè, anh ấy có tật xấu không? Dạ, chồng em phải nói là chồng em rất là tốt. Em thấy không có tật xấu gì nhưng mà ngoài là cái tật xấu rất là li ti, nhỏ xíu. Ví dụ như là không chăm sóc bản thân. Đi tắm một tuần thì có thể là sử dụng xà bông chỉ có 2-3 lần thôi. Chà chân thì cũng một tuần cũng 2-3 lần thôi. Rồi chơi game thì hay gạt tàn thuốc lung tung. À hút thuốc đúng không? Dạ, rồi ít nói. Ví dụ như là vợ người ta live stream thì chồng của mình đứng ngoài thì chị ơi mua cái đó đi chị, cái đó ngon lắm, cái đó ok lắm. Thì chồng nói vợ câu thì vợ nói một câu, tự nhiên thấy chồng em nha im re luôn. Một mình em nói live stream có 4 tiếng là em nói hết cả 4 tiếng luôn. Văng ra em nói tiếp. Ta lo chốt đơn mà lỡ lộn đơn sao? Không ai cũng nói được đâu em. Dạ. Ngoài mấy cái tật xấu đó ra thì còn tật xấu gì nữa không? Dạ có, rất là hay quên luôn. Ví dụ như là
người ta đặt 1 ký, ảnh cũng giao 1 ký, người ta đặt 2 ký cũng giao 1 ký mà thu tiền 2 ký. Nhiều khi á điện đơn nó quá trời nè, ảnh chọt cái đơn này đơn kia cũng lâu, cũng hay cũng bị rối, nhưng mà giờ cái tình hình là cứ diễn ra hoài vậy, em bị người ta mắng vốn. Kêu sao em thu tiền 2 ký em giao chỉ có 1 ký. Cái là em nắm tay ảnh, chồng ơi bây giờ chồng nhìn thẳng mắt em nha, bây giờ chồng nhìn thẳng mắt em, bây giờ em kể nè, cái đơn đó là giao có 1 ký thôi, anh thu tiền 1 ký, hoặc là cái đơn quận nhất đó giao sau 5 giờ, anh nhớ không? Anh nhìn thẳng vô mắt em nè, anh nhớ không? Đó, em mà nói từ từ vậy cho anh mới nhớ. Rồi bây giờ mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nè? Em thấy chồng em hiện tại không cần phải thay đổi gì nữa hết. Em chỉ muốn gửi đến anh của sau này là hôm nay anh sao thì mai mốt anh vậy, anh đừng có đổi thay đổi lòng anh nha. Em chỉ muốn gửi đến đó, như vậy thôi. Anh đừng có đổi gì hết á. Dạ. Coi như bây giờ và mãi mãi đừng thay đổi, anh là anh thôi. Dạ. Rồi tới em đó, vợ em có tật xấu gì không Hoàng? Nhất là mê tiền anh vậy. Mê tiền. Không, anh Pin cũng mê tiền. Mê tiền không phải tật xấu, ai cũng mê cả, đúng chưa? Cũng hơi lì. Đó, lì là thật xấu đó. Nhiều khi mình biết mình sai nhưng mà không chấp nhận, không chịu xin lỗi hay không chịu chấp nhận mình sai. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ cái chuyện, cái cuộc cãi vã nào, mình cũng là người có lỗi, phải không em? Đây là ông khổ lắm anh. Rồi mỗi lần cô ấy giận thì cô ấy phản ứng như thế nào? Tại khi nào em dỗ thì mới nín thôi. Em giận khi dỗ cũng không chịu nín luôn anh vậy. Em giận ảnh là khi nào mà em giận á, anh ôm em một cái, cái em đẩy anh ra, cái anh ôm lại cái nữa. Em lại đẩy anh ra cái nữa thì anh ôm lần thứ ba là em sẽ cho anh ôm. Đó, rồi anh xin lỗi em đi, rồi sau xin lỗi là em nói gì anh nói gì em cũng nghe hết. Nhưng mà anh phải xin lỗi em, dù đúng ai đúng ai sai anh cũng phải xin lỗi em cái đã. Tại vì bé còn con nít mà, bé là bé nhỏ hơn em tới 10 tuổi lần, cho nên là bé còn con nít, bé muốn có tình thương mến thương. Đúng rồi. Rồi bây giờ mong muốn người đẹp của mình thay đổi điều gì? Bớt giận hờn vô cớ lại, giảm cân chút xíu để giữ gìn cho sức khỏe. Giống như là mình chú ý với sức khỏe thôi. Đó. Ăn uống thì ai cũng ăn bình thường chứ không phải ăn nhiều. Tại vợ em thì mình làm mệt nên phải ăn có năng lượng anh chị chứ. Tôi nghĩ là chắc là do vợ em bị áp lực cơ địa, áp lực có đâu. Công việc. Bạn này là từ việc nhỏ mà. Không phải ý em đang nói là sẽ ít tập thể dục đúng không? Nhưng mà cần phải tập thể dục cho đúng sức rồi khỏe thôi. Thực sự là như vậy. Tại chị đó, em sợ. Chị mệt lắm, nhiều khi chị mệt chứ sợ luôn á. Đó. Nhưng mà tại cũng làm biếng tập thể dục đó. Không, em thôi bây giờ chị em ta cố gắng rồi là hứa với nhau á là tập nha. Đó, nghe đi. Xin chúc hai em nha. Buôn may bán đắt, đặc biệt là trong vài tháng nữa là trả sạch bách nợ nha. Để cùng mở ra một cái shop sầu riêng tuyệt vời. Một chuỗi sầu riêng sạch. Để cho mai mốt bà Hường Dân với ông Mr. Bean tới cho ăn free nha. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn.